mặc cái quần vô kìa Quốc Anh, mặc quần vô con. Để dư té đó, té đây đây nè, đây nè, qua đây đi, qua qua ngoại đi, qua ngoại kìa. Lại bây giờ mình ở về, mình ở nhà không đi, đừng đừng có đi nữa chị tiền, đừng có đi qua trong đó. Chồng tôi nói anh, tôi cũng ở nhà mà tại vì tôi sợ con chồng bắt con tôi đi tới đi lui qua cho bực bội. À, cho nên mình mới đi đó hả chị tiền? Thứ này cũng rơi gớm như vậy. À. Tôi lại tôi mới về chuyện mới chuyện đó tôi chưa tin tưởng ai. Tôi muốn thương con tôi lắm mà tại vì tôi muốn người cùng. À. Đây nè Quốc Anh, cái nè té đó Quốc Anh. Nên mình sợ bắt con mình cho nên mình mới bỏ mình đem dạ, con mình dạ, đi dạ. Đó. Rồi vẫn đi mình không làm cái ghê. Đi nè Quốc Anh, con nầu đi. Đây mẹ nè Quốc Anh. Đây con, chạy đi nè, này vòng vòng đi ra con nầu đi. Nó ấy thì nghỉ đi. Chờ dẫn con lên nè. Qua đây nè con. Đây, con. Đây, theo con phải không? Đây. Con năm nay nhiêu tuổi rồi con? 62 tuổi rồi. 62 tuổi. Rồi bây giờ thì chú thì ông mất rồi. Bây giờ là mình ở nhà một mình vậy đó, là mình chủ yếu là mình coi chị Tiền đó ha. Dạ, về đó đi đâu cũng về dặn với nó thôi mà. Ừ. Đi mấy cái bệnh viện rồi cũng chăm mẹ lo cho con thôi mà. Ừ. Giờ cũng lau chùi tủ và ấy rồi bàn thờ không xịt chân. Dạ. Yeah. Hai mẹ con mọi người. Ô ngoài đó thấy cũng rộng quá ha. Vui ha, quán yeah. Trường. Ừ. Kính thưa mọi người thì đã đưa chị Tiền về thì những lúc mà chị Tiền không có có lên cơn á thì nói chuyện cũng rất là hiền, cũng dạ, được hiền lắm. À. Dạ. Ai cũng thương chứ, đi bằng ăn thương chứ. Dạ. Vàng vòng đeo dưới lắm chứ. Phát bụng lên đó là tới bây giờ luôn. Nhiều cũng hết trơn, 7-8 năm rồi chứ. Nói chung thì chỉ biết lo làm, hiền lo đó. Làm nhưng mà có một cái là bị bệnh rồi với cái sợ người ta bắt con. Đi qua chợ chú ca cho mày đạo nói gì gì ơn biết quen bên đây gì bà nhắn mẹ con qua lấy gạo gì vậy đó hả? Đi bán người ta thấy thu nghiệp á tao cũng cho đi nói đi tới đâu ai cũng thương hết trơn á mà cái không biết cách làm sao làm gì không nói không nổi. Nãy nghe chị nói cái gì bắt dông gì nhiều khi theo mình nghĩ là chỉ có liên quan đến tâm linh không? Tâm linh là sao? Như là gọi là bị bùa ngải này kia đồ đó có dạ, có đấy. Nghi ngờ không? Đấy. Theo cô á. Chắc là ông bảy cài. Đó giờ mình có dẫn chỉ đi thầy lần nào không con? Có tắm bằng linh nữa. Vậy luôn hả? Dạ tắm bằng cây linh mình đó. Tức là đã đem chỉ đi thầy rồi luôn hả? Thầy đủ thứ lại hết trơn á. À. Rồi người ta nói với chị sao? Nói là thầy em nói nó là bị bùa, phải không? Bị là thầy bùa. Thầy bùa mua 10 lít rượu tắm. Là nó nói là nó không chịu ra, ha. Vậy luôn hả? Dạ, là bác sĩ. Ừ. Nói dắt nó đi chùa là 7 kiếm chùa là mới hết. Nói giờ trong khi mình khổ làm sao mà dắt cho nó hết bệnh nó mới dắt đi. Tức là cái phần ở trong người chị Tiền nói luôn hay là ai nói? Thì nó nói là như là trong cái xác á, nói là dắt nó lợi 7 kiên chùa mới hết, nó không chịu đi. Lợi tới cái bà 90 tuổi á, lên xác là nói á, nó là bị nhập vô là như nó không chịu đi, nó khóc, nó không chịu ra, nó khóc. Lợi ông 7 trên Mương Kinh này, dắt lợi ông 7 thì tắm bằng đinh này kia nọ với 9 thứ gai. Thì ông 7 nói quýnh nó không đi. Chú Phan đi, chú ơi, chú gián tiếp con đi. Cấp chưa có gặp này. Tiếp con đi, đặng cho con có chồng nước ngoài, đặng con tiếp mẹ. Thì nó nhìn mày với nó hoài vậy đó. Ừ. Thì cứ lộn, kỵ bệnh. Thì cứ nhìn mẹ hoài. Thì mẹ dắt đi, thì nhìn nó cứ nhìn mẹ.
cất tua nó đi thành phố thì nó đẹp lắm, nó giống tu mà không phải gì đâu, tàn thế giờ nó đẹp lắm. Chú ơi, nó nói ông đó, ông Bảy, ông Bảy ơi, ông Bảy dán giúp con ly cho con hết bệnh, con có chồng nước ngoài ông tiếp mẹ con, thì nó tiếp dữ hoài đó. Nó tiếp, nó tiếp mẹ không à, vậy hoài hoài luôn á, tiếp mẹ tiếp con hoài vậy đó. Ngồi cho tiếng ngồi đi, giờ trời này mát rồi sao nữa con? Giờ ấy, ông Bảy ông không làm cho nó, làm cho nó cũng không lợi. Cái bắt đầu á, cái cháu cháu hoài vậy, cái mấy gì cái kêu thôi giờ chị nó đi, vậy chị xiền nó đi. Chị như cũng lấy xe đi kiếm chị xiền nó lợi đi, dắt nó xuống dưới Cầu Lãnh. Xuống Cầu Lãnh thì nhập viện, thì mấy chú nó nói là cô này bị suy nhược thần kinh, suy nghĩ quá chứ không phải là ùa ngãi gì chứ. Thì bên khoa học thì người ta đón chẳng đón như vậy, nhưng mà tâm linh thì có người, có người thầy người ta nói là bị bùa hả? Dạ. Hay là bị dông theo? Bị bùa. Cái đi theo thầy bùa. Chắc thì... có thể là ngày xưa là chị trong cái thời gian chị chưa có chồng là chị đẹp đó, rồi chị đi làm ở trên thành phố hay sao? Đi làm thành phố. Chắc có thể là nhiều khi người ta thương không được hay sao, nhiều khi người ta làm bùa chị không? Làm bùa. Cô có nghĩ gì không? Mình cũng không ai đi lạo thầy thì thầy nói là bị bùa. Đi lợ bác sĩ thì bác sĩ nói là suy nhược thần kinh. Dạ. Thì tâm linh với khoa học thì nó nói ngược gì đó. Đi qua cậu Dũng coi mạch thuốc thuốc thì nói là ông cậu nói là nó nóng quá, cái máu huyết nó dậm lên. Không bị gì. Cậu Dũng là thuốc nam với thuốc bắc là 100 thang có. 100 thang đó, nhưng mà cũng không lợi luôn á. Không lợi luôn. Chắc sáng nha, mua 2-3 nước của chắc đó, bỏ chắc cho con uống rồi chạy ra khồng khồng đi hái ớt cho vô đặng cho con, chắc thuốc cho con không lợi luôn. Thuốc bắc thuốc nam tôi nói nha, bên chợ bây giờ làm nước mặt đó luôn, ông bữa hơn mà tiệm lớn luôn á, là mua thuốc mà mua thuốc không tìm đến đâu ổng cho luôn á. Ổng cho luôn á, ổng thấy nó tội nghiệp á. Chị là từ thuốc tây thuốc nam rồi cũng không làm lợi chị luôn ha. Thuốc bắc luôn, thuốc bắc luôn hả? Ngay cả thuốc bắc luôn hả? Cả thuốc bắc mà cả thuốc mà gì kia con gì cũng bị gì, người thuốc không bao mà bị hốt gì uống cũng không lợi luôn. Không lợi luôn. Hồi nhỏ chị có triệu chứng gì không cô, hay là mới trong cái thời gian năm 24 tuổi thôi? Hồi nhỏ lớn nặng có phải triệu chứng gì không? Không có gì hết, không có, cũng bình thường thôi. Bình thường không có gì hết á. Rồi cái là như nó đi mặn giờ nó cũng ở người này kia kêu nó mặn này kia nọ lắm, lương đi mặn á. Cái về đây ba nó chết 2.5 rồi, nó nói mẹ sao con đi mặn kiếm thêm, chị bằng cầm hơi kiếm thêm. Mẹ ở nhà ngủ đi, sáng mà đi hái ớt nghe, nói rồi con ly một chút con về nghe, nói già con ly đi thì nó về. Lương ngủ kêu mẹ ơi sao con ngủ được đêm nay, rồi là vậy luôn. Đêm nay con ngủ có được rồi đó mẹ ơi, là nó đi trong 3 ngày 3 ngày 3 đêm đi kiếm luôn, chạy xe đi kiếm cho nó chặn nó đi đây bằng đây cũng qua cho đất vậy đó. Nó đi bộ không nắng mà con nói là nó trắng mà nó nám mặt này luôn, nám cái ngực luôn. Là lúc đó là không có mặc áo luôn đó hả? Không có, mà đi mà nó lấy đầu trần không mà giò không không, nhìn nó mà khóc cái này. Trời con mình sao nó bị gì kỳ thì tróc chở đi. Mấy chị kia nói ngay cô bác sớm về, người ta nói chị ơi chị đi chở nó đi, chở tới Tiền Giang mà chị cũng không lợi luôn. Vậy là tính ra đó giờ là cũng đi thầy đi bác sĩ đi điều trị cũng khá là nhiều, nhưng mà không thấm thía gì hết. Không thấm luôn á. Rồi bác sĩ nói gì ơi gì cũng khóc nữa, khóc hoài chị này quá đau vậy đó, suy nghĩ quá nó vậy rồi. Mà khóc hoài khóc biết bà bệnh luôn. Nói ngay với bác sĩ xuống dưới ổng cũng an ủi mình cái hết rồi, tỉnh rồi mẹ ơi hỏi gì con ngọt mới được, không có nói chẳng đó. Bác sĩ nói bệnh này á gì đừng có nói chẳng không được, thì ngọt nó ngọt không dạ. Nó năn nỉ, nó ngọt năn nỉ mẹ ơi, mẹ xin bác sĩ con về nhớ nhà nhớ con quá. Thì xin về uống thuốc cái bữa hai bữa cái ngủ cái cũng tư tưởng gì tiền không đi không. Tiền đi không đâu nữa rồi, tiền không hay vào bụi miếng
Vậy là đó suy nghĩ tiền không. Vậy là đó là đi thầy đó ha. Dạ, đó đó đi thầy tắm đinh luôn hả? Tắm bằng cây đinh mình, chính cây đinh. Chính cây đinh. Là sao? Tắm sao cô? Tắm là như là nấu cho sâu như là xong vậy á. Ừ. Rồi bắt đầu đổ lên hả? Đổ từ trên đầu dài xuống tắm luôn. Đổ nước sôi sao chịu nổi? Hay là ấm ấm thôi? Ấm ấm. Pha nước nóng ấm ấm á. Ấm ấm rồi để tắm nó. Cho như là rồi lúc đó đi đó. À, lúc đó rồi, dạ. Rồi cảm thấy chị có bớt chút đỉnh gì không? Hay thấy cũng vậy? Cũng chị không lợi luôn mà. Không lợi luôn ha. Dạ. Thầy phán là chắc có phần theo. Thầy thì phán có phần theo, xuống dưới thì bác sĩ nói là suy nhược. Suy nhược lượng kinh gì ơi. Vì đừng có khóc nhiều, đừng có buồn. Ừ. Đã con chị này đã có bệnh gì rồi gì buồn nó gì mắc nữa thì không ai lo lắng cho cái em này. Vậy là ngày nó ngộ lắm, bác sĩ còn khen nó luôn, bác sĩ thương nó lắm, nó hiện khô à, cái bớt cái hết bệnh cái khóc dữ lắm. Mẹ ơi sao con bệnh này không biết sao kỳ vậy mẹ ơi, về mẹ con cũng làm mình thinh dân dẫn đâu có à, không có đứa nào cho lợi hết nha, không có cho lợi đang gần gần cho nó ngủ giấc ngủ cho im. Ừ. Rồi cũng bỏ thuốc rồi cũng đi bỏ thuốc. Thì là chỉ có rồi lúc mà chỉ tỉnh á, chỉ nằm hai mẹ con cũng thỏa thẻ nha, cũng nói chơi với cô là không biết là con bị bệnh gì nữa ha. Dạ. Chị nói gì luôn ha? Khóc với bệnh viện hai mẹ con nào khóc. Ừ. Chỉ có hai mẹ con mà. Ừ. Cấp đó nó cũng chưa thấy đâu, rồi mấy bà theo mấy gì nó nhỏ chắc một bên sao nó khùng mà nó gã xong nó thay đổi nó quyết hết mà nhỏ thì sao nó gã đúng không? Cái gã tưởng đồng này nó lo lắng cho nó này, ai ngờ đâu nó không quan tâm hết. Toàn là nhỏ lo hói tận nơi đi kiếm người với số hay với số bán. Rồi mấy gì kia ở quê em biết á, mấy cái tội nghiệp cho người nào hộ miễn là nó qua tới bển là mấy chú cái gì đó người ta thương đó. Ừ. Cái hiền bị ở bển quen rồi, ai kêu mặn gì mặn. Nói đến đổ mà giặt tao đồ 20 ngàn cũng ngầu giặt. Thao đồ bành kia 20 ngàn cho 20 ngàn cũng giặt luôn hả? Dạ 10 ngàn 20 nó cũng giặt. Kiếm tiền không à, tốn hại tiền không à. Coi nhà đi mà không uống rồi con uống thôi đi, con đi kiếm tiền cũng đâu có giá gì đâu. Ừ. Cũng không bệnh hoài. Con nhà không uống đi từ từ. Đóng cửa phá giờ bắt đầu là đi ra đây mua đồ ăn rồi bắt đầu trong này mở cửa. Đây. Chiều có cái gì ở khi xong là đi luôn. Sao đi chiều nay không thấy gì, không thấy gì là đi luôn. Khi mà con đăng video lên đó là mấy anh chị em đều thấy mà phải không? Thấy không? Dạ, thấy hết trơn. Ừ, có cho nên điện cho cô nữa đó ha. Dạ. Nói ngay ai cũng thương hết trơn, không có bỏ. Hồi nãy con nghe cô nói là tính gước hai đứa nhỏ đó là cái đó là chỉ dụ chị thôi hả? Chứ có gước không? Có gước được không? Đi học tới 4-5 giờ chiều mới về. 4-5 giờ chiều mới về lần hả? Dạ. Dụ nói gì dân cho nó ngọt nó nhớ con dễ thương con. Dỡ đây nha, đi đợi con số nha. Dỡ đây nha. Chở ra mà không thấy con nó lại nhảy dựng với mấy bà kia đó. Vậy đó ha. Dạ. Trong tay nó mua đồ cho con ăn không? Ai cho gì không cho con ăn, nhất hết. Tức là không ăn mà để dành nó cho con mình. À, cái con loại gì cũng mua hết nha. Bỏ mấy bà cái công nhận nó này nó thương con, thương con. Con nó là ai là quấn nữa, con nó vậy sao quấn chặt, sao quấn chặt. Vậy đó hả? Không bao giờ. Nhiều cho con dữ lắm. Không. Như là còn hai đứa con gái đúng không? Hai đứa con gái, đứa 7 tuổi, đứa 9 tuổi. Hai đứa con gái là bữa cái cô mà ở Kiên Giang mà có gửi cái clip cho con là như là cái bé ơi bé giữa gì nó đẹp lắm. Đẹp. Dễ thương lắm. Ngày hôm qua đi mua đồ quần phục cho nó. Rồi mua cho 3-4 bộ đồ cho sạch sẽ cho nó lặn. Yeah. Rồi mua sáng đem về cho hai đứa hai góc lặn. Thấy cũng tội, thấy mẹ nó vậy rồi. Nghe về tới cho đốc quá mừng rồi chú ơi. Trước bên kia giờ không tiền đưa bán số 50 giấy số rồi, trong khi em nó chưa có lương nữa. Nó tính mình hết trơn. Tối mình cũng muốn đi á nhưng mà nó trục chặt nhiều thứ cho nên không có đi được. Cái sáng cũng hên là mấy con gặp đó, chị tiền đó, chứ nếu mà không gặp nhưng cô qua chắc kiếm còn mệt nữa. Dạ chú coi hồi đó nó đi mặn muốn cái bà nó cũng đi mặn cũng nghèo
dù con đông mà chị em cũng nhỏ nhỏ có đi làm gì đó. Ổng mà ổng thương nhớ mà ổng ôm nó ổng khóc luôn, ôm nó cha con khóc rồi nó mua từ bộ đồ cho cha nó này kia nọ lo lắng dữ lắm, trong nhà mấy chung gia cái gì nó cũng lo cho. Hôm nó có tiền ha, nào công điện rồi mua hết cho tử tế máy quạt mua cho đẹp, nó chịu đồ mua đẹp đẹp không à. Còn nhánh bông mà nó cũng bằng từng ông già nó này kia ha, mua cho xứng đáng à, không bao giờ tức mua là trang nghiêm đẹp đẽ sạch sẽ à, không bao giờ mua là cái không có là nha. Mua mấy cái những món mà bỏ này kia đâu không, không đẹp rồi á, đàng hoàng lắm. Ừ. Bằng từng mấy thắt cũng làm từng cho cha đi mua đồ nước cháo lo lắng đó mà toàn bộ là trong một tay à, một tay của chị luôn ha. Đi mà mướn mà cô Út nó cho sợ dây chuyền 3 chỉ và 18 cũng lo lắng gia đình không hồi nhỏ đó, từ ngày 12 tuổi mà cầm tay con bóng bán tới bây giờ bệnh cũng đi kiếm tiền luôn, bệnh cũng vẫn đi kiếm tiền vậy đó. Ừ. Mà đi cái số làm sao đi bị lo lắng có hiếu đi tới đâu ai cũng thương, xuyên qua tới chợ rồi thương cho này kia đầy đạn tiền đi dầu mấy bà hỏi thâu hỏi đi về nhà đi con, về nhà dưỡng mình em đi con. Đây. Con nghĩ là chắc chỉ lo quá đó, dạ. Suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ. Lo cái cuộc sống gia đình, lo cho cô, lo cho chú, lo cho mấy đứa em, dạ. Rồi chồng con nhiều thứ quá đó, và dạ, nó ảnh hưởng đến cái thần kinh, suy nghĩ nhiều quá. Dạ. Rồi với nói chung thì chị này cũng biết lo làm, cho nên thì nhiều khi nó đầu óc đó, nó phân đủ thứ chi phối. Dạ, nó cũng khó đó ha. Chữ không có mà. Ừ. Chữ không có mà. Chiều con lắm mà gỡ là cái chở là không thấy con là chết đó. Chết nó chỗ đó. Thương con. Thấy không? Chiều không ngủ hồi này đi. Pha nước nóng tắm cho con đó. Pha một thao nước nóng. Rồi đi rồi dắt đi đó. Rồi mua gì cũng mua hết trơn.